Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của tôi. Hiện tại bây giờ tôi đang ở trong một căn phòng nó sẽ tạo ra cái nhiệt độ âm 35 độ C và hôm nay tôi sẽ làm một cái thử thách, cái trải nghiệm. Đó là tôi sẽ đứng ở trong cái hầm cấp đông khi mà nhiệt độ hầm nó lên tới âm 34 độ C. Lạnh lắm các bạn ạ. Các bạn xem này. Đấy, tôi đang ở trong một nơi sương khói này. Tại vì ở nhiệt độ ở đây là đang nhiệt độ mới có 0 độ C thôi mà nó lạnh như này rồi. Các bạn có thể coi này, cái gì lạnh này, nó khủng hoảng như này mà âm 35 độ C, quá kinh khủng. Bây giờ tôi sẽ mở cái thiết bị làm lạnh này lên và đợi đến khi nó đạt tới âm 35 độ C và tôi sẽ đứng ở trong này. Chúng ta sẽ xem coi chuyện gì xảy ra nếu mà chúng ta đứng ở trong nơi lạnh như thế này. Lạnh lắm các bạn, bạn có thể nhìn thấy sương này, không nhìn thấy gì luôn. Bạn có thấy rồi không? Đâu thấy gì đâu. Sương quá đại sương luôn. Đại quá. Ok các bạn, bây giờ tôi sẽ mở cái thiết bị lên nha. Và khi mà đạt tới âm 35 độ C tôi sẽ bước chân vào đây, sẽ ở trong này và chúng ta sẽ xem coi điều gì sẽ xảy ra. Ok, let's go. Tôi vừa mới khởi động cái hệ thống làm lạnh này lên. Nhiệt độ phòng hiện tại bây giờ đang là dương 2 độ C và tôi sẽ đợi khi mà nhiệt độ phòng nó đạt là âm 35 độ C thì tôi sẽ bước chân vô trong hầm này và tôi sẽ đứng ở trong đấy để tôi test thử xem coi cái sức chịu đựng mình như thế nào và thực tế là nhiệt độ trong phòng như thế nào. Các bạn chờ xem nhé. Ok các bạn, bây giờ nhiệt độ trong hầm bây giờ nó đang là âm 35 độ C, âm 36 độ C. Để tôi sẽ bước chân vào trong hầm để tôi test bằng cái đồng hồ thật coi xem nó như thế nào. Đấy, tôi sẽ dùng cái bộ đồng hồ này để đi vô trong hầm để đo cái nhiệt độ trong hầm nhá. Đây là bộ đồng hồ này, đây là bộ đồng dò đó này, đấy đồng dò không khí này.
chay luôn rồi, đã chay bị đóng đá luôn rồi. Này, cái ổng của tôi giờ là bị đóng băng luôn bạn này. Cái máy quay phim hiện tại bây giờ nó bị nước vô này nó mờ luôn rồi. Cuối cùng nó ăn cứ ngắt luôn. Kiếp quá. Bây giờ tôi phải đi về phòng á, lạnh quá. Hết tội rồi. Ồ, quá là lạnh luôn. Cái lông mi là đóng băng hết rồi. Ôi ôi, lạnh quá chuột luôn các bạn này. Tôi vừa bước chân ở trong cái hầm ra này. Trời ơi, nhiệt độ âm 35 độ C quá kinh khủng luôn. Wow. Ra đây cảm giác thật là sướng này. Các bạn có biết là nãy tôi ở trong đó là lông mày và lông mi của tôi là đóng băng cứng ngắc luôn. Các bạn có thể nhìn thấy video hôm nãy đó, nó đóng băng cứng ngắc cả lông mày, lông mi, tóc này. Và lúc nãy cái ổng luôn này, nó đóng cứng ngắc, cái chân nó kêu đây y như sắt vậy đó. Thật là kinh khủng. Nãy các bạn có thể nhìn thấy là nhiệt độ trong đó là nó âm 33 độ C. Nếu mà tôi đứng lâu hơn một tí xíu nữa thì nó có thể xuống tới âm 35 đến âm 36 độ C, âm 37 độ C luôn. Kinh khủng thiệt. Lạnh. Tay tôi giờ nãy là nó đỏ hết luôn. Đỏ tay nó cứng ngắc, nó không thể cử động được. Nhờ có bao tay len, chứ nếu mà không có cái bao tay len này nữa chắc là cái tay nó đóng đá y như là cái sản phẩm cúc đông vậy á. Và tôi biết rằng là ở bên nước Nga là có một cái vùng mà khi mà tới mùa đông á thì nó có thể nhiệt độ nó có thể giảm xuống tới âm 40 đến âm 60 độ. Không thể hiểu được làm sao mà ta có thể sống được ở cái nhiệt độ đó. Đây mới có âm 30 mấy độ C thôi mà vô đó đứng có 5 phút rồi, chưa tới 5 phút nó đã chịu không nổi rồi. Không hiểu là người ta có thể sống như thế nào nữa. Nếu mà tụi mình mà qua đó chắc thành một sản phẩm cúc đông luôn các bạn ạ. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của tôi. Các bạn nên nhớ rằng là những cái video như thế này là thực hiện bởi những chuyên gia có kinh nghiệm và các bạn không thực hiện theo nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo. Bye bye.